Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enskate 4.1 dành cho skate chấp. Buổi hôm nay á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về vật liệu bê tông. Hôm nay là buổi thứ 34. Nó vẫn nằm trong cái chuỗi làm vật liệu trong Enskate. Vật liệu bê tông trong Enskate á, bạn cũng hay đụng tới lắm. Bạn không hay đụng tới vật liệu bê tông á, nó có nhiều dạng bê tông, mép khổ nhỏ, mép khổ lớn cũng có, tùy bộ mép bạn kiếm được, bạn sưu tầm được. Bê tông thì nó cũng đơn giản, nó dễ làm thôi, không có gì phức tạp cả. Chủ yếu quan trọng nhất của vật liệu bê tông là gì? Kiếm được một cái bộ mép đẹp, chất lượng cao, độ phân giải lớn. Bạn sưu tầm nhiều mép bê tông đẹp á, thì khi bạn đụng tới những công trình mà dạng bê tông á, nó sẽ dễ làm hơn. Ví dụ ở đây là mình có kiếm được một trong những cái, nói chung là mình có nhiều bộ, nhưng mà đây là cũng là một trong những bộ mát bê tông tương đối đẹp, đa dạng. Mình thấy không, mát bê tông người ta tạo sẵn đủ đầy đủ cái tính chất vật liệu, mát diffuse, normal, bum, displacement, râu nét, rất là đẹp. Đây là một trong những vài bộ thôi, nhưng mà mình thấy bộ này là cũng tương đối là có thể sử dụng được. Bộ này thì nó có 20 cái map bê tông, mà map nào mình thấy cũng ok ổn. Thì cái buổi hôm nay thì mình sẽ lấy một vài cái map bê tông trong cái bộ này ra để mình hướng dẫn các bạn, để các bạn dễ hình dung. Nói chung để làm vật liệu bê tông đẹp á, cái quan trọng nhất, cái mấu chốt nhất á, là bạn phải kiếm được những cái mép bê tông đẹp, khổ lớn, không có trùng mép, thì bạn mới làm được. Ví dụ bê tông mà ở cái diện nhỏ thì đơn giản, nhưng mà nếu như gặp trường hợp mà ở những cái diện tích lớn á, thì nếu mà những cái mép khổ mép bê tông nó nhỏ á, thì khi bạn đưa vào thì nó sẽ lập mép liền, nhìn nó không có đẹp. Cho nên là phải sưu tầm cho mình những cái bộ mép bê tông đẹp, để khi mà đụng tới những cái công trình làm về bê tông á, thì nó sẽ đẹp. Rồi thì mình sẽ nói một vài mẫu thôi, mẫu bê tông thôi. Ví dụ ở đây mình có một cái vách tường, mình sẽ dùng nó để hướng dẫn làm về bê tông. Sau khi mà mình lót cái mép bê tông này vào á, cái mép này á, nó rất là nặng, nó 10 kg lận, nhưng mà mình giảm cái dung lượng nó xuống rồi, cho nên là nó sẽ nhẹ hơn. Mình giảm xuống 5k, 6k. Bạn nào máy yếu thì có thể xuống 4k đó, thì là sử dụng được rồi. Thì cũng giống như vật liệu khác thôi. Đầu tiên bê tông thì mình dùng cái thiết lập chung để thiết lập cho nó. Sau khi bạn lót cái mép bê tông vào, UV xong xuôi rồi đó, thì lót cái mép diffuse vào, UV xong xuôi rồi, bây giờ bạn sử dụng cái mép bơm bề mặt cho nó. Nếu mà có mép displacement thì sử dụng mép displacement để thông số nhỏ, còn không thôi á, thì mình sử dụng map normal cũng được. Mình sử dụng map normal cũng được. Cái map normal này thì mình tăng lên tới 150 để cái bề mặt nó bùm, nó cảm thấy nó nổi hơn. Nếu mà có map displacement á, mình để thông số nhỏ thì nhìn nó mình cảm thấy nó ok hơn. Còn cái râu, cái specular thì bạn để 50 là được. Cái metallic bạn để không, cái khúc, cái trong suốt thì bỏ qua. Còn cái phản xạ này nè, một là bạn kéo về 60 mà đậm quá, nó bóng quá. Nói chung là bê tông nó có nhiều dạng. Có một số bê tông thực tế người ta xử lý bề mặt, người ta quét một cái lớp bóng lên bề mặt thì nó cũng sẽ bóng, nó cũng sẽ bóng. Còn không thôi á, thì mình để bề mặt mài, đổ bê tông xong người ta mài bình thường thì nó không có bóng. Nó tầm cỡ 70-75 là được. 70-75 là được. Đây là mình sử dụng cái thông số của Enskate. Còn nếu như nó có map á, thì bạn cũng có thể sử dụng cái map râu nét của nó cũng được. Như đây là mình lót cái map râu nét vào này, nó có chỗ bóng, chỗ không bóng, tùy bạn, tùy mình, chỗ bóng chỗ không bóng. Mình đưa về cái mặt chính này,
Mặt chính này, bê tông thì chỉ có vậy. Cái màu nó hiện tại nó đang sáng quá, nó hơi sáng. Thực ra nó không có sáng đâu bạn, do ánh sáng của mình nó dư sáng á, thì nó mới sáng vậy thôi. Chứ thực tế ra thì cái màu này là nó cũng đã không có sáng lắm đâu. Màu này nếu mà đúng ở trong nội thất á, mình sử dụng cho trần hay là tường á, thì nó là màu này là vừa. Nhưng mà đối với những cái bài mà nó sáng như thế này á, thì mình có thể mình ghìm cái màu nó xuống xíu, để cho không gian của mình nó phù hợp hơn. Vật liệu bê tông ấy chỉ có vậy, mình thấy đẹp mà. Nói chung á, bạn phải kiếm được những cái mác khổ lớn đó, dung lượng của nó là phải chất lượng 6K, 8K, 10K khổ lớn để tránh cái hiện tượng lập mác đó, là đẹp thôi. Rồi cái mác bê tông cái kiểu 1 á, thì mình hay sử dụng là cái này. Cái này thì mình sử dụng cho tường, trần, ít sử dụng cho sàn lắm. Tường trần, chủ yếu là tường trần thôi, chứ sàn bê tông thì nó đơn giản hơn. Sàn bê tông thì mát, nó mát ở trên mạng rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là tường trần mà khổ lớn á, đó, có những cái ron như thế này á, nó không có nhiều đâu, không có nhiều đâu. Bạn phải chịu khó kiếm, sưu tầm, hoặc là có thể mua có một vài ai đó. Rồi vậy là xong cái mát bê tông đầu tiên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mát bê tông thứ hai. Mát bê tông thứ hai nó cũng dạng là bê tông lắp ghép ván khuôn đổ bình thường thôi. Thì nó là cái mẫu số 7 này. Mẫu số 7 này nó là những cái tấm tấm ván khuôn ghép đổ, nó tạo ra những cái ron. Mát số 7 này thì cái bộ cái map này á, cái bộ số 7 này thì nó có cái map displacement, thì để mình sử dụng cái map displacement để làm cái bề mặt của nó. Sau khi mà bạn lót cái map bê tông này vào rồi á, bạn UV xong xuôi kích thước rồi đó. Ví dụ như cái khổ tấm ván của phim mà 1x2x24 á, thì bạn có thể canh nó theo cái khổ đấy là được. Sau đó là bạn lót cái map displacement vào. Lót displacement vào. Cái map displacement á, khi mình lót vào á, thì mình để 0.25 là mình thấy là nó tương đối là nó bề mặt của nó ổn. Các bạn thấy đẹp không? Những cái map lớn, khổ lớn á, bê tông rất là đẹp. Rất là đẹp. Nó có những cái đường cái số này, cái số dọc theo cái map bê tông này. Cái này thì khi mình lót cái này khi mà mình nhớ chuyển nó qua displacement, khi mình lót vào á, thì nó để là 3, nhưng mà mình nên giảm dần. Bê tông thì bề mặt bơm của nó là thấp lắm, 0.25, 0.3 thôi. Sau đó là mình lót cái map roughness vào. Lót cái map roughness vào. Cho nó bóng một xíu, bề mặt bê tông nó mài cho nó nhẵn bóng một xíu. Ở đây là do ánh sáng nó nhiều đó, thì nó mới bóng vậy. Thực ra là nó không có bóng đến mức đó đâu. Khi mà môi trường thiếu sáng một chút, nó không có bóng đến mức đó. Cái màu bạn thấy nó tối quá, bạn thấy nó tối quá thì bạn có thể giảm nó xuống một xíu cho nó sáng lên. 0.90 cũng được. Rồi 90 thì nó sáng quá, cho nó 95 đi. Rồi đây là cái kiểu map bê tông thứ hai. Map bê tông thứ hai, cái đây là map số 7 nè, ứng dụng của nó này, bạn thấy không? Ứng dụng của nó đẹp. Nếu mà biết cách ứng dụng, nó có thể làm map cho tường nè, cho dầm nè, cho tròn này, đều đẹp cả. Nó rất là đẹp. Bộ này nó có review sẵn cho mình luôn. Bộ này nó có review sẵn cho mình luôn. Rồi, đây là cái map bê tông thứ hai. Ván khổ lớn, có thể làm tầng, trần, tường, dầm, đều được hết. Rất là đẹp luôn, lung linh luôn. Quá trời lung linh luôn. Cái này mà render nội thất những cái công trình mà bê tông là hết nước chấm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái loại map bê tông mà trang trí đẹp hơn. Trang trí đẹp hơn nó cũng nằm trong cái bộ map bê tông này.
nó cũng nằm trong cái bộ map bê tông này. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Ứng dụng của nó đây, ứng dụng của nó đây. Đẹp mà, mình thấy đẹp mà. Nói chung là có cái bộ map này thì làm mấy cái map bê tông này nó đơn giản hơn. Hai cái map đầu tiên thì là nói về những cái map bê tông thông thường hay sử dụng ở trường, ở tường, trần, dầm rồi thì hay sử dụng mấy cái map bê tông cái kiểu như vậy. Bê tông bán khuôn giữ lại ron. Ở đây mình sẽ đề cập tới một cái map bê tông trang trí cái kiểu như là nó đẹp hơn, màu cam cam rất là đẹp. Thì sau khi lót cái map bê tông vào thì mình cũng UV xong xuôi. Map bê tông thì đơn giản, quan trọng là phải kiếm đủ cái bộ map cho nó thôi. Sau đó mình lót cái map display mình vào. Map display mình vào, mình chuyển qua display mình. Thì mình có test thử rồi, cái này thì mình để tầm khoảng 0.7 là ổn. 0.7 là ổn. Bề mặt nó vô ghê sần sùi thôi, tùy vào cái map, bộ map thôi. Bộ map nó cho nó đâu thì thể hiện tới đó thôi. Sau đó mình lót cái map RawNet vào. Nó bóng quá thì bạn đảo ngược map lại, cho cái vùng bóng nó đảo ngược thì nó sẽ ít bóng hơn. Còn hai thông số này thì giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Đó, map bê tông thì chỉ có vậy thôi. Đẹp mà, mình thấy cái này đẹp mà. Cái này mà làm mấy cái bức trang trí mà ngay chỗ hồ bơi là vậy á, thì rất là đẹp. Ngay chỗ hồ bơi thì rất là đẹp. Dù cái này nó ngay chỗ hồ bơi này mà làm những cái bức trang trí dạng như thế này nè, những công trình mà sa mạc rồi như thế thôi chứ hết nước chấm luôn, hết nước chấm luôn, cực kỳ đẹp. Bạn nên kiếm cho mình những cái bộ map như vậy thì khi mình làm nó thì rất là chất lượng. Rất là chất lượng. Nếu bạn muốn cái màu nó tối thì mình phai nó chút, cho nó chút màu. Còn muốn nó giữ nguyên màu sáng thì giữ nguyên lại. Mình thấy cái màu bản thân của nó cũng hơi trầm là được rồi. Nói tóm gọn lại thì map bê tông làm về vật liệu bê tông rất là đơn giản. Quan trọng bạn phải kiếm cho mình là được ba cái map nằm ở ba cái mục này: map bản thân, hai map với map phản xạ. Bộ map nên kiếm những cái bộ map mà chất lượng tốt, cái khổ cái diện tích của cái map nó to, kích thước nó lớn, thì để khi mình sử dụng nó không có bị lập map. Bê tông thì những cái bộ map thông thường nó hay gặp cái trường hợp là nó lập map. Nhìn trên cái diện nhỏ thì cũng sao, nhưng mà trên cái diện tích lớn nó lập map nhìn rất là kỳ. Nhìn nó rất là kỳ. Cho nên là phải kiếm cho mình những cái bộ map đừng cái khổ nó lớn để tránh lập map. Vậy thôi. Còn cái hai map này bạn có thể sử dụng map bum cũng được, normal cũng được, deployment cũng được. Tùy vào cái bộ map nó cung cấp cho mình cái map nào mà mình sử dụng cái map đấy. Tùy vào cái bề mặt, những bề mặt mà sàn thì thường là bum là được. Còn những cái bề mặt mà tường thì có thể dùng normal, hoặc là nếu mà những cái bề mặt mà có cái rãnh sâu thì dùng map deployment thì mình. Còn cái reflection thì thông thường nếu như không có cái map phản xạ thì bạn đưa nó về 70-75. Còn nếu mà có map phản xạ thì bạn sử dụng map phản xạ của cái bộ map thì mình sử dụng. Và khi bạn lót vào bạn thấy mà nó bóng quá thì bạn có thể đảo ngược map. Hoặc là nếu mà đảo ngược map cũng được nữa thì các bạn có thể sử dụng cái giảm cái độ phơi sáng của nó bằng Photoshop lại. Ví dụ cái màu của nó tối, khi bạn lót vào nó bóng nhiều quá thì bạn vào Photoshop bạn giảm cái màu tối của nó lại, thì tự nhiên cái màu, tự nhiên là cái vùng phản xạ của nó sẽ ít lại thôi. Khi bạn giảm càng nhiều rồi bạn vô đây rồi bạn tăng, là tự nhiên không, nó sẽ vừa với cái ý của bạn. Đơn giản chỉ có vậy. Nói chung là nên kiếm cho mình vài cái map bê tông sàn, tường, trần, khổ lớn để khi mà đụng tới cái vật liệu bê tông là mình sử dụng được. Rồi, buổi hướng dẫn về vật liệu bê tông của mình đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, vậy nha.